cho đó, tất cả quý vị đang đến với chương trình Dòng Ai Dòng Ai. Thưa quý vị, chương trình Dòng Ai Dòng Ai do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Color Entertainment thực hiện phát sóng hàng tuần lúc 19 giờ Chủ nhật trên HTV7. Và chúng tôi xin cảm ơn nhà tài trợ độc quyền Samsung Galaxy A21s, tiên phong công nghệ camera macro chụp cận cảnh đã đồng hành cùng với chương trình. Sau rất nhiều những số phát sóng, chúng tôi cũng nhận được những cái ý kiến trái chiều, những cái lời đề nghị từ các bạn khán giả lẫn những người thí sinh tham gia chương trình. Họ mong muốn rằng sẽ có một lần nào đó họ có cơ hội, họ nói lên những cái suy nghĩ của mình, thay đổi lại cái suy nghĩ từ những người chơi ở đây, họ biện hộ cho bản thân. Vì vậy ngày hôm nay tôi nghĩ rằng sẽ là một cái chương trình cực kỳ nghiêm túc. Không chỉ riêng một mình tôi đâu thưa quý vị, còn có cả hai người em, người bạn đồng hành cùng với Đại Nghĩa trong suốt chương trình Dòng Ai Dòng Ai từ xưa đến nay cũng như thế. Hãy cùng gặp gỡ với Trương Thành và Trương Gia. Chào các bạn đồng nghiệp của tôi. Và hôm nay các bạn có biết rằng chúng ta bước vào một chương trình mà đó có rất là nhiều sự căng thẳng, áp lực. Nếu như các bạn đưa ra những cái điều gì đó mà họ thấy không hợp lý, họ sẽ có thể có ý kiến trái chiều với các bạn. Ủa, họ tự nói luôn? Không, dĩ nhiên là không. Nếu nói ra chúng ta nghe cái giọng thì còn gì là hấp dẫn nữa. Họ sẽ mời tới đây những người giúp họ nói lên tiếng nói của mình. Nếu như trong một cái phiên tòa thì đó là những vị luật sư đó các em ạ. Đó là lý do vì sao mà ngày hôm nay đó là lý do vì sao mà ngày hôm nay chúng tôi khoác lên đây những bộ vest trang trọng. Ban tổ chức yêu cầu một số đặc biệt này để người ta được bộc lộ tiếng lầm. Nhưng không, chúng tôi nghĩa là quá. Những người đã có thâm niên dài dặn như ba bộ vest này, chúng tôi sẽ chống chọi tập đoàn Nguyễn Thị Ngân đến hơi thở cuối cùng. Chỉ có nếu mời được những người sau đây, Lê Dương Bảo Lâm, Minh Dự thì mới chống đổi nổi với em Trấn Thành thôi. Còn những người kia là trời ơi, làm sao lợi. Tôi mà chấp luôn á là gia đình tới luôn đó. Các bạn quá tự tin. Hãy chờ xem ngày hôm nay các luật sư biện hộ cho những người chơi của chúng ta sẽ nói điều gì để phản bác lại ý kiến của các bạn nha. Mang phép anh. Hai bạn về vị trí của mình. Cho nên bây giờ dục bỏ những cái bộ mặt căng thẳng, dục. Hãy nở nụ cười hân hoan chào đón hai người đẹp của chương trình Lê Hằng và Hà Thu. Ê khoan, Hà ơi, sao nhìn anh Nghĩa giúp bán hàng đa cấp quá vậy? Sao vậy? Ý là nó hai mình giống là Piri á, đứng cạnh. Hai em Piri xinh đẹp đứng kế bên. Thu thì sao? Anh thấy rằng em cũng có kinh nghiệm cả lĩnh vực ca hát luôn đó. Dạ, rồi kinh nghiệm để làm gì anh hả? Để em có thể phán đoán và tìm ra những người hát không hay hoặc là hát hay. Dạ, thì em đến đây để làm việc đó nè. Em tự tin không? Dạ, rất. Rất tự tin nha. Vậy thì bây giờ, Thu và Hằng, các em muốn về đội của anh nào ở đây? Giang hay Thành? Hồi nãy em bị anh Thành la nên sợ quá. Vì sao Thành la em? Em tới muộn quá. Em tới muộn. Thành la em thế nào? Nhưng mà anh Thành la nhưng mà dễ thương thôi. Nhưng mà nếu vậy thì có việc gì phải sợ? Cũng còn sợ. Vẫn còn sợ. Vậy Thu em chọn trước đi. Dạ em cũng bị la mà. Ủa vậy? Thôi cho hai anh chọn đi. Trời ơi quá lắm rồi. Thôi thì bây giờ hai anh đừng làm cho hai em áp lực nữa. Các anh hãy lên tiếng đi nào, cho em cảm thấy thoải mái hơn đi. Bây giờ thế này. Sao khác gì? Hãy để con tim tụi em mách bảo. Nói chung là sắc đẹp, tha thứ hết. Trường Giang có hứng thú với hoa hậu nào? Tôi là người đã có gia đình. Lẽ nào Trấn Thành lại không? Anh Nghĩa, giờ anh bậc trưởng thượng trong gia tộc. Đúng, anh sắp xếp cho đội hình đi. Ok, anh sẽ sắp xếp một cách đơn giản và hợp lý nhất. Cứ thẳng đường mà tiến các em nha. Đây, mời các em. Rồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ gặp gỡ với hai ca sĩ khách mời. Hai ca sĩ mà Đại Nghĩa biết rằng các bạn khán giả rất là yêu mến với những sản phẩm âm nhạc của những người nghệ sĩ này. Hãy cùng chào đón Cao Thế Sơn và Trịnh Thăng Bình.
tay lên trí anh bảo anh sai rồi chờ làm em mất vui nhưng sự thật lại duy nhất chỉ một thôi rồi nhận ra anh biết được quá nhiều thứ em lại ghi chặt ôm anh ôm lấy anh giữa màn mưa em say giữ nói anh ơi đừng như thế nữa anh thấy em như một người lắm chưa có lối tỏ ra mình sai lắm rồi thật sự anh xin lỗi một người từng nói rồi giờ dấu em hối hận vẫn phải đánh đổi một là em đi hai là anh sẽ đi giữa chúng ta có là gì em chẳng biết ly hôn này bỏ quên lý trí lúc nhớ ra quay đầu lại anh vẫn đứng đó thương em thì em quá sai đừng bảo em không nhé vì trời mưa lớn thế chẳng cách sao biết mưa hay em khóc thật nhưng với anh thật đáng khóc giữa trời mưa lòng để dành cho em sẽ dối buồn trời em biết đây hôm nay là vì từ lâu anh đã thấy hết rồi tại em đã thương người ta làm em quên đi hết những gì mình lúc giờ giờ em khóc chi nữa cũng chỉ giống hạt mưa chuyện là anh đã thấy em với ai kia rồi sao mà em vẫn trôi còn đưa tay lên chỉ anh bảo anh sai rồi chờ làm em mất vui sự thật lại duy nhất chỉ một thôi rồi nhận ra anh biết được quá nhiều thứ em lại ghi chặt ôm anh ôm lấy anh giữa màn mưa em say giữa nói anh ơi đừng như thế nữa anh thấy em như một người lắm chưa có lối tỏ ra mình sai lắm rồi người từng nói rồi giờ dấu em hối hận vẫn phải đánh đổi một là em đi hai là anh sẽ đi giữa chúng ta có là gì em chẳng biết ý hôm nay bỏ quên lý trí lúc nhớ ra quay đầu lại anh vẫn đứng đó thương em thì em quá sai đừng bảo em không vì trời mưa lớn thế chẳng cách sao biết mưa hay em khóc thật nhưng với anh thật đáng khóc giữa trời mưa ôm lấy anh giữa màn mưa em say giữa nói anh ơi đừng như thế nữa anh thấy em như một người lắm chưa có lối tỏ ra mình sai lắm rồi anh xin lỗi một ngày từng nói rồi giờ dấu em hối hận vẫn phải đánh đổi một là em đi hay là anh sẽ đi giữa chúng ta có là gì em chẳng biết hôm nay bỏ quên lý trí đang khóc giữa trời mưa anh thật đang khóc giữa trời mưa
về nhà, cả mớ công thức và lý do của anh ta. Còn văng thì khó, rất khó, nhiều lắm bài học thuộc lòng, lại còn phải viết dài dòng, viết mãi không xong. Cày hết đêm rồi ngày, thế nhưng mà khi lúc thi chữ từ bay, bao nhiêu công thức đều tan theo mây. Học hết chưa rồi chiều, thế nhưng mà thi chắc ăn nên xài chiều. Cho em xin lỗi thầy cô nhỉ. Ai cũng mong điểm cao thật cao đến không một lần phiền lòng phụ huynh. Đâu ai muốn điểm thi của mình dưới trung bình, đúng không? Đúng rồi. Cha mẹ đi làm đêm làm hôm kiếm thêm, ông ta thi vô trường chuyên, nên đâu thể để gia đình buồn mình. Chuẩn luôn. Vậy sáng ráng thức sớm, sớm thức tới mức phát ấm, ấm. Mới tới đó lấy giấy với bút chép chép mấy cái muốn cấp, cấp. Lúc mới bước đến lớp, lớp. Mắt liếc liếc chớp chớp, chớp. Cô này tránh mấy cái biến cô khiến mấy miếng giấy nó rớt. Thằng tay ngó cứ cười, má thấy nhìn nhầm người. Thấy từ từ rinh rinh nhìn mình rồi thấy tinh linh thấy mời. Thằng tay ngó bán ngồi, thằng này là thằng lùi. Giờ này giờ làm bài mà mày làm gì mày ngó mày cười. Đập mấy môn làm bài, từng đâu mà ngay ngoài ra kết quả sai. Cô cho điểm số này là số 2. Nhìn điểm thi trượt dài, mời hay thời gian vẫn còn để sửa sai. Thôi thôi ngưng Facebook, mày ngồi học bài. Để cho anh ta cà khịa mình nữa đó. Gọi là chi vậy anh, hiểu không? Chi vậy? Sao vậy Bình? Để dạ. Làm gây xa hả? Thật ra là tính ra làm đi bình thường. Mà anh biết sao không? Tại vì kiểu mà trước khi lên sóng thì mình cũng phải stand by, mình đứng mình đợi á. Đứng nói chuyện lâu rồi xong mình lên rồi chọn người đẹp á. Cũng lâu, đứng tê chân. Bước không có nổi. Ủa cũng đứng nha em, sao ta đi đứng đàng hoàng được, Sơn đi bình thường có gì đâu. Kiếm chuyện không hà. Anh Bình ơi, nãy anh Bình đi ra, anh Giang có muốn hỏi một câu nhưng mà anh ấy không có tiện hỏi cho nên là nhờ em hỏi. Hỏi gì vậy Thu? Sao dạo này càng ngày càng lộ ra vậy? Lộ là lộ chuyện gì em? Nó có nhiều dạ, cái lộ lắm. Lộ một số thứ giống mấy cái nơ ở áo rồi kiểu... Không nơ mình lộ thì được, cho nợ đừng có nộ thôi. Anh lộ nơ, anh lộ nơ. Nó lộn, nó lộn. Đó.
Không, nhưng mà cũng phải binh bạn tôi một cái nơ này đâu phải là áo nữ đâu. Cái này là fashion. Đẹp, lạ đẹp. Chứ lạ, rất lạ. Sơn hôm nay thì vẫn chỉnh chu bảnh bao như mọi khi, chỉ có điều là thời gian gần đây Sơn lao vào cái lĩnh vực kinh doanh, cho nên là hình như ít có nhận lời tham gia các chương trình. Mãi đến mùa năm vòng mãi vòng ai mới mời được Cao Thái Sơn, có phải vậy không? Giờ Cao Thái Sơn giống như là đại gia đấy không? Anh nghĩa là cò đất cái bên nè. Xong cái giao dịch xong rồi thì mới đi vô quán bia ở vậy. Không, quán sushi. Và sushi bên kia nó phục vụ. Các bạn hãy nghe anh ấy chia sẻ. Cũng lòi hai con rắn ra chứ ít gì. quá đó. Thời gian vừa qua thì Sơn không có gì mới cả. Nhưng mà cho đến vừa rồi thì mới ra một cái sản phẩm mới có tên là Khóc Giữa Trời Mưa của nhạc sĩ Vương Anh Tú, thì mới bắt đầu comeback trở lại. Cảm ơn Sơn đã đến với chương trình. Còn đây là người cũ rồi ha. Cho nên là anh sẽ mời Sơn, em được quyền lựa chọn cái đội nào mà em cảm thấy rằng phù hợp. Hình như lần trước là đã cùng đội anh Trường Giang phải không? Thôi bây giờ về về Trấn Thành đi. Chất chém vậy là vui. Lần thứ hai rồi hả Sơn? Hình như lần hai rồi đấy. Ủa vậy chết rồi. Chết rồi, anh mất trí nhớ hả ta? Không, không phải là anh mất trí nhớ mà do cái tuổi tác đó không anh biết. Xin lỗi em. Tại vì thật ra cũng có rất là nhiều anh chị em đến tham gia chương trình này. Có những người đến rất là nhiều lần. Đến chai mặt luôn em. Chai mặt luôn em. Có những người đến rất là nhiều lần. Còn có những người nhiều khi người ta tự trọng hơn đó. Người ta lựa chọn cái thời gian người ta xuất hiện cho nó phù hợp. Ủa? Anh không có em. Đó, thôi lần thứ hai Sơn đến với chương trình vẫn vui, hân hoan và chào đón em. Mời các bạn về vị trí của mình. Tôi xin bắt đầu giới thiệu sơ lược về đội của tôi. Bên tay trái tôi, một á hậu đại diện cho miền Trung xứ Huế mộng mơ. Cảm ơn. Bên tay phải tôi là hitmaker, giám đốc sản xuất, producer đỉnh nhất quận Bình Thạnh. Tôi chỉ thích giới thiệu vậy thôi. Thành ơi, người ta giới thiệu đồng đội người ta hoành tráng quá, lẽ nào em chịu thua? Em là người không khoe khoang quý vị, em chỉ báo nhẹ cho anh Nghĩa thôi. Không biết ai là một trong những cặp giò dài thon và hiện nay đắt giá nhất làng Khát Quốc. Không biết ai giờ nhạc quá, mỗi quận 10 căn. Mỗi quận 10 căn. Mỗi quận 10 căn. Anh, em cũng xin nói thêm. Sao? Hà Thu là đại diện của miền Trung xứ Huế, đã từng mở nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh và đã đóng cửa. Còn đây thằng em trai em, làm giới thiệu lại nha. Nhà quận 4 và những khu nghỉ dưỡng là ở các tỉnh thành và là bạn trai cũ của Lâm Vĩ Dạ. Không, cái đó không bạn trai trong mộng. Rõ ràng, đúng, đúng, rõ ràng. Đúng. Xin nói lại, cờ rết của Lâm Vĩ Dạ, bạn trai cũ của Yến Nhi. Cái đó đúng. Cho hỏi là bên kia là gì, resort hay là khu nghỉ dưỡng à? Nó gọi là khu dân cư. Khu dân cư à? Bên này thì ít thôi. Mỗi thành phố từ Việt Nam qua tới Mỹ, mỗi thành phố một căn nhà thôi được không? Chà, dữ à? Dữ. Bây giờ thí dụ như là Việt Nam có mấy tỉnh thành? Sao bốn tỉnh thành phải không? Mỗi tỉnh một căn thôi. Đếm đi, tôi không biết làm toán. Nó nghe nè các em ơi, thôi đừng nói. Nó càng nói ra càng nhiều cái khán giả biết không hay nha. Nên để mọi cái nó trong cái dòng bí mật mờ mờ ảo ảo nó mới hấp dẫn. Bên Sushi Bar im luôn rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với những thí sinh của chương trình. Xin mời. Bữa nay các thí sinh của chúng ta nhìn mặt rất là tự tin, bởi vì bên cạnh họ đã có một người bảo vệ họ. Cho nên các bạn hãy cẩn thận nha. Trời ơi, anh phải dặn là những người bảo vệ phải cẩn thận với tụi em nè. Để ra coi, nếu như các bạn lựa chọn sai, loại nhầm một cái người hát hay, thì các bạn sẽ phải bồi thường thiệt hại cho người ta với số tiền là 2 triệu đồng.
thân chủ của tôi ca sĩ Cao Thái Sơn bảo rằng là 2 triệu chỉ là một cái dương bò rụng cộng lông như hạt cái cát, rớt cái lá hạt cát như thế bạc. Anh Bình kìa, anh Sơn như vậy còn anh thế nào? Có, Bình nói rồi, tôi không chơi ngu. Thiệt. Kính thưa các vị bồi thẩm đoàn, mời mọi người hãy tập trung hướng mắt về vị trí số 1. Cô ấy công việc là gì? Nối lông mi. Trời ơi, sao bên đây sắp xếp một sự ngẫu nhiên vậy? Ở đây có luật sư, có cái bục đầy, rồi đứng sau sông nữa. Ê, tương lai không tốt đẹp. Vậy là thôi, chắc nhốt cổng luôn đi, đừng cho ra nữa. Với cái gian đứng đó, thưa anh, khoảng 70% là ca dở. Hãy nghe những người đẹp của chúng ta lên tiếng. Sao nào, Lệ Hằng? Dạ. Lệ Hằng em. Lệ Hằng. Không, tại nghe chữ người đẹp tưởng như tên em. Ê, tại sao người đẹp mà cha nội luật sư cũng đồ lên tiếng luôn vậy? Hãy nghe những người đẹp của chúng ta lên tiếng. Sao nào, Lệ Hằng? Em không phân biệt được đâu là người đẹp hả? Em là luật sư kiểu gì? Được nói rồi đó em. Kính thưa chị vị bồi thẩm đoàn. Trời ơi. Trời ơi. Tôi xin đại diện cho thân chủ của tôi có đời phản biện. Người đẹp như thế này mà mọi người nói là cất, chê hát dở, tôi xin phản đối. Người đẹp như thế này thì chỉ là diva thôi. Đúng không ạ? À? Mọi người ở đây có đúng không ạ? À? Chưa chắc em ạ. Tôi đồng ý với luật sư. Người đẹp như vậy là diva. Nhưng nói chuyện như luật sư là đi vô đi nha. Buồn ngủ quá. Luật sư cãi như vậy làm sao làm lợi tôi. Hả kia, người đẹp đầu tôi nói. Thôi em không nói, em nhường cho anh nói đó. Nhưng mà sao mình cảm nhận là người này biết hát kìa. Em thì em nghĩ 70% là biết hát. À, em ngược lại hoàn toàn với gia đình này, chủ nhà này. Em nãy em coi trong clip á, bạn dán mi thì bạn ấy xõa tóc. Mà em nghĩ là không có ai dán mi mà xõa tóc điệu đà vậy đâu. Mà điệu thì chắc hát điệu nghe mệt không muốn nghe. Cho nên là em đoán dở, không hay. Không hay. Hát dở. Đây, chúng ta nhìn đi. Cái bộ váy đang mặc là bộ váy swing, đôi dài là đôi dài lên che mắt cá. Những cái này để gọi che đi cái sự dở của cô này. Cô này hát dở banh ta long. Chỉ có những cái người làm trong ngành luật như tụi mình mới hiểu nhau. Đúng vậy. Em là em có cảm giác như cô này hát hay nha. Rồi sẽ biết. Mọi người cần những trải nghiệm để trưởng thành mà. Như vậy thì chúng ta sẽ qua cô số 2. Công việc của cô ấy là chủ tiệm bán ga. Con, ráng đi, mẹ phái con làm ca sĩ đó nha. Để cho mẹ và mọi người cùng vui đó nha. Hay quá con ơi. Bà má dễ thương quá trời. Sao, chưa gì bộ thẩm đoàn, thế nào? Em nghe cái giọng á thì nghĩ là cô này hát hay. Nhưng mà cái cách cô nhếch miệng á thì ngược lại. Anh cũng nghĩ là bà này không biết hát. Thật ra theo suy đoán ban đầu của em á, là cái cô bán ga với cô bạn này là hai người không phải là mẹ con. Cái đó ai cũng biết, cái đó ai cũng biết. Ồ vậy hả? Dạ. Cái theo cái suy đoán thứ hai của em á, là cái bạn make up cho bạn này trong cái đoạn clip đó thì hơi bị quá tay. Cho nên là cái mặt bạn hơi trắng. Ừ. Giọng hát ông ơi. À giọng hát. Suy đoán thứ ba của em á là thôi mà phát biểu. Em nói tiếp giúp anh ha. Ừ. Em nghĩ là cái váy đó không có hợp với chị này. Để tôi nói giùm cho Thu. Ý của Thu là đưa cho cổ bộ này để đánh lừa mình đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cô này hát hay. Hay. Đúng rồi đó. Trấn Thành thì sao? Sao bên bất động sản nói sao? Mình nghĩ là không biết hát rồi. Không biết hát. Có cách nào để mình đổi đội với nhau?
Thưa quý vị, hãy dòm xem mái tóc đó, nhân dáng đó, nó lạ, cá tính chứ không phải là người bình thường. Tại sao anh biết không? Một lát nếu bạn ra hát hay, em sẽ nói cho anh nghe Nghiệt thấy được cái điều em phát hiện. Mời luật sư. Và trước tiên cho tôi xin được phép chào tất cả các chư vị có mặt tại phiên tòa. Và sau đây tôi xin cứu chữa cho... Ông ơi, cứu chữa vô bệnh viện ông ơi. Tôi lộn thôi, tôi lộn tại vì... Cái người mà cần cứu chữa là ông đó. Dạ, nghe ông nội. Dạ tôi lộn thôi. Bây giờ tôi xin phép được nói lại là tôi xin được bào chữa cho cho thân chủ của tôi. Sao? Theo các ý kiến của ban bình luận rồi giám khảo là thân chủ của tôi hát hay. Tôi xin được phản bác lại ý kiến đó, thân chủ của tôi hát rất dở. Lý do hát rất dở, cô ấy không hề biết hát và hát không hề đúng chuyện. Có người hát hay, có người hát dở, phản bác lại. Nhưng mà nhỏ này đâu rảnh mướn này cái hát dở. Loại. Tiếp số 3. Gì nữa? Mình có quyền loại thí sinh, đúng chưa? Đúng. Có cho thêm một quyền loại luật sư luôn không? Nếu loại là lại một cặp đó. À vậy hả? Dạ ok, em sẽ loại số 2. Không phải là gì mà cái cô kia cao không được nha. Đúng. Ghét luật sư. Ghét không? Luật sư thôi. Cái số phận của em là chọn sai luật sư thôi. Chứng nhiệt đó. Và bây giờ chúng ta qua bàn số 3 nha. Công việc của anh ta là làm bốc xếp. Xong đây nè, cầm giùm tôi đi, tôi bưng cho. Dạ, đây, chị Tân. Ngu. Trời ơi. Loại. Chưa hát mà chửi chúng tôi à? Không phải, nhiều khi hát cái bài mà anh thật sự ngu ngốc đó. Không, nếu anh thật sự rồi anh thật sự ngu, nhưng nó không, nó chỉ hát ngu. Đúng không? Nó chửi mình. Đúng rồi, đúng rồi. Loại bình tĩnh, bình tĩnh. Nhiều khi đó chẳng qua chỉ là một cái chiêu trò, một cái chiến lược của cái tập đoàn đứng phía sau của bà Nguyễn Thị Ngân mà thôi. Sơn nghĩ sao? Nhưng mà này chắc biết hát đấy. Nếu vậy có khi nào mình chọn luôn không? Không, em thấy bạn này không hát hay rồi đó. Với lại điệu quá. Em đàn ông mà điệu quá không hát hay đâu. Điệu mới biết hát. À, điệu hả? Ủa, điệu hát hay vậy? Sao sao hát hay mà điệu này? Đấy, đúng rồi. Bên kia chắc không điệu, bên kia chắc không điệu. Ít điệu lắm. Điệu đâu điệu? Ta có điệu điệu gì đâu. Đó, điệu đâu điệu đâu. Anh nghĩ là được. Anh nghĩ là được hả? Chú kìa, chú anh. Tôi chỉ báo cho chú biết. Ồ, từ từ nha. Bốn xa là gà chết á. Anh nói anh Sơn nghe nè, thật ra anh đã đoán sai rồi. Thật ra bạn không có phải hát là anh thật sự ngu ngốc đâu. Đúng phát âm nè. Vì anh ngu si. Không suy nghĩ là chửi theo đó Sơn đó. Đó là đúng cái tâm lý đó luôn á, nên là em nói anh nghe nè, nó chửi mà em có biết là bài này đặc... anh phải chọn bạn nào mà hát chữ khôn đi nó hay hơn, hoặc là bạn hát chữ lời đó, với lại là đứng cho đẹp đội hình. Em lại cảm thấy là em đứng cho đẹp đội hình vậy có chọn hay không? Sơn muốn chọn không? Chọn thì chọn, sợ gì? Chọn, quyết định chọn bạn số 3. Cá tới Sơn đã chọn số 3. Rồi mời cô luật sư về. Chưa nha, chưa nha. Giờ phải hỏi luật sư nè, coi luật sư có cho thân chủ của mình hát chung không có đã. Cái gì? Cái gì? Quyền gì? Quyền gì? Để coi cô luật sư ý kiến thế nào. Mời luật sư đây. Kính thưa chú vị và thẩm đoàn, tôi xin biện luận rằng là thân chủ của tôi là một người hát rất dở. Anh hãy thử nhìn vào đôi mắt của thân chủ tôi đi. Giống mắt anh thôi. Từ sâu trong đôi mắt này, thân chủ của tôi hờ hững như bao ngày. Đôi mắt hờ hững như thế này thì làm sao mà hát hay được, đúng không? Anh là thấy đôi mắt này giống đôi mắt chim bồ câu. Thành à, dáng đã đóng thuyền rồi em ạ. À, em không kịp luôn đó. Cái này có gì là không phải lỗi do em nha. Và như vậy là bạn số 3 đã được sự lựa chọn của Cao Thế Sơn. Bạn sẽ hát cùng với Sơn ở vòng cuối cùng, chúc mừng. Chúng ta qua bạn số 4. Ủa là luật sư chưa được về nữa hả? Nếu em là người phụ nữ, em có chọn yêu một người đàn ông như vậy không? Có.
đẹp trai mà còn giàu ở thành ai mà không yêu. À cũng vội vã quá. Đây các bạn nhìn xem. Số 4, bạn ấy công việc là livestream bán túi xách. Chào cả nhà nha. Hôm nay Hiếu sẽ bán hàng tặng quà cho mọi người. Mọi người mua hàng thì để lại số điện thoại bên dưới giùm cho Hiếu. Bên Hiếu sẽ chốt đơn cho mọi người. Hiếu bán túi này mua 1 tặng 1. Đủ 5 người xem mình sẽ bắt đầu tặng quà nha mọi người nha. Nhà Phương có bán túi cho phụ nữ sau sinh. À dạ, dĩ nhiên là không có rồi chị. Đại Nghĩa giao cho anh 12 cái túi. Trời anh ơi, anh đặt 1 cái túi em gọi anh còn thuê bao. Giờ anh đặt 12 cái túi rồi dám giao cho anh nữa. Rồi đủ 5 người xem rồi nha. Bây giờ Hiếu sẽ bắt đầu chốt đơn. Phương vừa chốt đơn. Trấn Thành chốt đơn. Trường Giang chốt đơn. Anh Hai chốt đơn. Anh Ba chốt đơn. Anh Tư chốt đơn. Anh Sáu chốt đơn. Anh Bảy chốt đơn. Anh Tám chốt đơn. Anh Chín chốt đơn. Anh Chín chốt đơn. Anh Chín chốt đơn. Em không đồng ý. Không đồng ý về cái không gì? Không đồng ý về cái chuyện mà ban biên tập mà quay cái clip này mà không đầu tư. Bình thường là cái máy cái này nè, 8 cái máy anh. 8 cái máy liên tục tì vậy nè. Ta làm gì thế kệ người ta. Có clip coi là mừng rồi. Với lại mình làm hài bớt căng thẳng lại. Dạ. Em tham gia mấy chương trình này về âm nhạc cái nọ rồi mình phải đoán đúng người cái kiểu mình nghiêm túc chứ mình không có đùa giỡn được. Sao nói nhiều quá vậy? Hả? Sao anh nói nhiều quá vậy? Chết, gái nói mình nói nhiều. Gãy. Thôi thôi. Không, em đồng ý với anh Bình. Em có chọn yêu một người đàn ông như vậy không? Dạ có, về chơi búp bê chung cũng vui mà. Chết rồi. Nhưng mà nói chốt lại một câu nè. Để mà đánh giá bài này hát hay hát dở á, thì thật sự là em không đánh giá được. Cuối cùng là vẫn không có câu trả lời. Hà Thu, em nói câu gì cho nó sâu sắc coi Thu. Nghiêm túc mà. Em đồng ý với anh Bình cái giọng của bạn này là lồng tiếng. Tại vì em nghĩ cái giọng bạn này trẻ con hơn. Chứ không cái phải đó, cái đó ai cũng biết. Vậy hả? Chết rồi, em tưởng là mình em biết chứ. Nãy giờ em rất là tâm đắc với cái phát hiện của em luôn á. Nghe những người doanh dân thành đạt đó nói chuyện nè. Vừa mới nhìn bạn cái bạn nhìn chằm chằm vào mặt mình luôn. Tại vì anh đẹp trai người ta nhìn thôi. Em cũng tém em lợ. Em thích em cũng từ từ chứ em tém em lợ. Nhưng mà mình nghĩ chắc là không biết hát đâu. Ta đang chuẩn bị phản biện mà. Không hát, không hát được. À. Nhưng mà anh chọn rồi mà, giờ hát được hay không hát được anh cũng đâu có quyền chọn. Đâu có, đây số 4 mà em đoán mà. Ủa mấy Hằng nó vậy em coi ai vậy mấy Hằng? Nãy giờ lo coi cao thấy sơn không chứ đâu có coi thấy sinh. Không biết coi thí sinh của tôi. Em tưởng đâu là chọn rồi là không có được chọn nữa. Cái xong em hồi nãy cái video lúc nãy em đâu có thèm coi đâu. Trời ơi. Bây giờ em làm anh phải không? Thành ơi, gia đình của em bữa nay cũng khó lắm nha Thành nha. Không có tôn trọng biên tập chút nào, bao nhiêu công sức của người ta làm. Nói là bữa nay hai chủ nhà phải rất là gồng gánh nha. Em bôn ba giữa chợ đời luôn á. Đây, bây giờ mời em đứng lên nói cho giống dạc, lấy lại danh dự cho nhà mình nè. Ok. Kính thưa chư vị bồi thẩm đoàn, chúng ta có thể dịch thấy bạn này trong đoạn video clip là một người livestream bán hàng. Thế nhưng ngay bây giờ bộ trang phục trên người của anh ta là một bộ trang phục fashion. Tôi đang nghiêng anh về anh ta đang hát pop ballad. Và ngày hôm nay là ngày debut của anh ta. Và cái luật sư kế bên là một trong những nhân vật xuất hiện thường xuyên trong các clip của Điền Quân. Đúng. Và bà diễn khá dở. Đó là lý do tôi tới ngày hôm nay tôi tới đây không tìm người hát hay hát dở mà tôi chỉ chờ đợi để đối thoại với lại những vị luật sư. Cái gì cũng vậy. Đâu vậy? Mời luật sư. Lời đầu tiên em xin cảm giác mắc cười đó. Mắc cười đó. Mời luật sư. Là đầu tiên thì xin cảm ơn lời góp ý rất là chân thật của anh Bình về những sự chuẩn bị của bên thân chủ của tôi. Mình có thể vào vấn đề mà không cảm ơn được rồi. Dạ. Mình vô cái kết luận đi cơ. Em xin nhắc lại vấn đề là anh Thành khẳng định là thân chủ tôi hát hay đúng không ạ? Đúng ạ. Em rất là ngưỡng mộ anh, nhưng mà lần này thì anh nhận xét sai rồi. Sai chỗ nào thưa cô? Nếu mà thân chủ tôi hát hay thì thân chủ tôi không có livestream bán hàng vậy đâu. Cô nói đây là một cái clip dàn dựng. Đã dàn dựng thì làm sao gọi là thật? Mời cô trả lời. Chết đầu luật sư ơi. Tại sao luật sư mà lại còn hỏi bài thân chủ? Ê, không có đâu, để biết đó gì không? Được. Bà tự lo đi má. Nè các bạn, trong những phiên tòa luật sư và thân chủ hội ý với nhau là chuyện bình thường. Tiếp nha.
Chúng ta qua bạn số 5. Công việc của anh ta là chằn bò. Em à, cuộc sống muôn vàn khó khăn. Anh muốn làm nhạc sĩ, nhưng vì mưu sinh mà anh phải đi chăn bò. Bằng cường mà, phải không? Nhưng em yên tâm, anh là người đàn ông mạnh mẽ và quyết liệt. Anh sẽ nuôi bò lớn, đem bán để thực hiện ước mơ của đời mình và cưới em. Ui, bò hút hả? Trời ơi. Hát mà con bò nó hút luôn là hiểu rồi. Không, cái lúc cái bò hút qua cái xong mới ớ. Nếu chúng ta để ý, gương mặt anh ta khá giống cái nhạc sĩ Bằng Cường. À, right. Rồi, biết đâu là em hay anh. Mà này để ý xem, ngay trong cái tờ giấy mà ghi bài hát cũng đều là sáng tác Bằng Cường. Có thể là em của anh ấy. Gia đình nhà nội mà. Không lẽ tới đây bận cho bộ đồ đẹp ra ca dở, đúng không anh? Ừ. Ngân, em còn non lắm. Thành ơi, nhưng mà nhiều khi em cũng non đó Thành. Người giống người là chuyện bình thường nghe Thành. Em nói nếu mà mặc bộ đồ này, cái style đó mà hát hay thì nó quá đơn giản. Thu kiểu ơi, là... em không biết. Người quen anh mà. À, quen. Đây là em ruột anh Bằng Cường, Bằng Lòng. Nhưng mà cố tình luôn nha, cố tình giấu giọng luôn á. Tôi cùng ý kiến Hà Thu. Đại ý kiến sao giờ sao không nói cho em nghe, em cũng chung đội mà. Thì đó cùng ý kiến Hà Thu, em có cùng ý kiến Hà Thu với anh không? Nhưng mà hai người nói riêng, nãy giờ hai người có bàn em đâu, em có biết nói gì đâu. Nói riêng gì đâu anh. Rồi, tuần sau mình bàn. Ủa? Cái cậu này á. Cái cậu này á. Trong kia là mặt rất thật, nhưng mà ở ngoài này hồi nãy giờ không cảm xúc, không biểu lộ gì hết. Thịt keo luôn. Thịt keo luôn. Chúng ta chờ đợi luật sư nói gì. Lời đầu tiên thì tôi xin chào tất cả mọi người ở đây. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lan Anh, là luật sư bào chữa của thân chủ Dũng Cường. Theo như những cái lập luận lý lẽ của anh Trấn Thành, anh Trường Giang cũng như các vị khách mời ở đây thì đều là những suy đoán. Thì những suy đoán này không có giá trị. Một là đúng, hai là sai. Không có ở lưng chừng. Nếu mà một nửa sự thật. Cho tôi hỏi. Hỏi đi cho tôi hỏi luôn. Cho tôi hỏi là luật sư muốn nói ý gì? Nói cái câu cuối cùng được không? Tôi muốn nói rằng tôi phản bác tất cả ý kiến của hai vị. Luật sư lạnh quá. Ở đây là một là dài bào chữa, hai là bà bảo vệ. Ủa, bà tự nhiên bà phản bác hết, bà tới đây bà rảnh. Bà tới đây để bà binh thân chủ bà, hay bà quậy chương trình bà trả lời đúng câu đó thôi. Tôi được thuê để khuấy đảo, để... Khuấy đảo. Bà... để làm rối loạn tư tưởng của các anh. Không, để các không. Anh không xác bà định bà tự được. Làm rối bà thôi. Ủa, như vậy là cái vai trò luật sư hình như chưa được đặt đúng chỗ. Đúng. Nếu như mà anh là em thì anh sẽ nói: kính thưa quý bà thẩm đoàn, tôi là đại diện luật sư của thân chủ tôi và tôi xin khẳng định thân chủ tôi không liên quan với anh Bằng Cường. Đúng. Đúng. Giỏi. Đúng, đúng. Nếu là luật sư thì sẽ phải nói như thế. Đúng. Đến chương trình với một mục đích không trong sáng. Loại. Số 6. Một cô gái xinh đẹp với tà áo dài trắng trong veo. À. Để xem cô ấy làm công việc gì nha. Mời các bạn theo dõi. Nhìn quen đó nhờ, nhìn chị này quen á. Cuộc sống muôn vàn khó khăn, chẳng thể nào một bước mà có thể hoàn thành được công việc. Nuôi gà cũng vậy, không phải cứ nuôi gà là chỉ cho gà ăn, mà phải từng bước thái chuối. Cái tay cầm chuối. Thì bởi. Cái tay cầm chuối. Trời ơi, ơi. Cần quá. Lạy bắp thì mới có đồ ăn cho gà, có đồ ăn cho gà thì mới có thể rảnh không rảnh. Đây mà nhặt dâu như này này, nhiêu đó thôi. Ủa không có nghe hát. Cô không? Ta không thích hát vào lúc này. Nhưng mà sao quay không thấy mặt cổ ha? Cố tình ở đây nhìn trực diện nè, quá đẹp, cần gì phải nhìn trên clip. Cô này ca hay. Ồ, mặt đẹp đẹp luôn. Giống lại mặt đẹp không, mắt cận không ấy. Đẹp. Nói cái nhìn cười này. Chốt đơn. Chốt gì? Chốt gì? Ai cho chốt? Chốt đơn em.
cái vòng 1 người ta chốt trước em rồi đi. Yeah. Đã kêu chơi tập trung đi lo cắt sushi không? Không phải, nãy tưởng đâu là mỗi bên được lần hiểu không? Cái mình tại sao đợi. Bình muốn chốt đơn bằng này? Rồi cái tay mà lúc mà gọt bắp á. Ừ. Cái tay này là tay không làm được gì hết trơn rồi. Rồi thứ hai, cái dáng mà in kinh 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 cái này vô mà cứ cho ra gà ăn nữa. Thì cái dáng này em nói thiệt với anh á. Trời là ơi. Đi nó giống em quá à. Trời đi ơi giống mà. Em quá à. Làm đi sao mà. Để người ta nương tựa ở đây trời. Không ý mình đang diễn lại không, mình đang diễn lại thôi chứ thật ra tướng anh bình thường là vậy. Không, tướng nãy vậy là nhưng mà cái tướng của Bình mỹ thường là anh thường là dùng nước cho ra nữa cho anh động đầu của tôi đúng đây không phải là người đàn ông. Em có nên chơi nữa không anh? Em có nên chơi chương trình này không chứ gì tùy năm, em không sao em không chơi em để tiền lại được rồi bây giờ không bây giờ thôi nên nghiêm túc mình nè lần. Hãy để cho cậu ấy nói hết ý đúng của rồi, mình đi nói hết lần đi. Ừ. Tay chân vậy cái con người vậy á là không làm gì ăn được hết, chắc chắn là trời phải phú lại cho bạn ấy một cái giọng hát à đó chứ bây giờ mà không hát hay nữa là làm gì ăn, mất cái này bù vô cái kia đúng không anh ơi. Anh như em nè, em đâu biết làm gì đâu nhưng mà em cũng đâu hát được. Phải không? Trời phú với em cái đó là tại rồi. Vì là kiếp trước em ở chưa tốt nên trời cắt luôn cái đầu em. Nó triệt tiêu luôn. Giờ gái đẹp mà nó triệt tiêu luôn rồi. Nãy giờ thông tin cũng đã đầy đủ rồi. Thiết kỷ, luật sư. Không nên nói nữa. Qua luôn số 7. Đừng có làm triệt đường làm ăn của người ta. Trước khi luật sư nói chuyện tôi đại diện cho các anh chị em ở đây. Xin hãy vào thả vấn đề khỏi chào thưa. Mời luật sư. Kính thưa Điền Quân Entertainment, Jelly and Gentleman, tôi là luật sư bào chữa cho thân chủ đứng vị trí số 6. Tôi khẳng định thân chủ của tôi là một người hát rất hay như ý kiến của quý vị Bùi Thẩm Đoàn. Và quý vị Bùi Thẩm Đoàn. Từ từ. Phiên tòa trật tự. Bởi vì trước khi đến đây, thân chủ tôi đã cố gắng xăm một cặp chân mày để chuẩn bị cho việc đi hát và mặc cái bộ đồ tông xẹt tông với anh Trịnh Thăng Bình, nên tôi chốt lại cuối cùng thân chủ tôi là một cô gái hát rất hay. Trời tôi ơi. Xin hết. Luật sư mà như bán hàng online tôi chốt nhưng, luôn á. Nhưng thưa anh, ít ra luật sư này tuy âm thanh phát ra hơi bẹt nhưng mà anh ta nói thật, tôi đánh giá cao luật sư. Đúng. Cái giọng mẹ thương mẹ độ luật sư duyên dáng hoài. Tôi xin cảm ơn anh Trấn Thành. Với cái giọng nói vừa rồi của luật sư thì làm cho phiên tòa của chúng ta giảm bớt sự căng thẳng. Dạ đúng. Ừ. Tôi cần những người như luật sư tồn tại trên thế gian này. Chứ năm con người kia là sau cái ngày hôm nay là tôi rút bằng lại hết. Rồi tiếp nha. Cô gái số 7. Công việc của cô ấy là bán căng tin. Con muốn xin việc thì con đi qua bên phòng nhân sự. Sao con chọn cái nghề bán ăn tin? Con hiểu gì về cái nghề một người về bán ăn tin? Ngoài cái khả năng mà bán ăn tin thì con còn khả năng nào khác nữa không? Em thấy nếu mà những người mà hát hay á, người ta đã chú trọng vào, em xin lỗi chị nha, chú trọng vào cái hàm răng bên trong á. Ừ. Em thấy răng chị. Tại sao? Hả? Tại sao? Nói như anh nè, răng anh rất là đẹp nè, đó, kiểu vậy đó. Không em ơi. Nhưng mà răng anh là răng là trời sinh mà đâu phải là mình lựa chọn. Nhưng mà mình phải nói sao Thành bên em câu. À không, anh muốn bên em được em. Để em nói nè. Đó là mình nè. Là người hay hát. À. Thì mình sẽ chú trọng vào cái hàm răng này, cái nụ cười này sao cho nó đẹp á. Răng là trời cho. Răng sao thì mình cứ tại vậy. Tại vì răng anh đẹp rồi nên thì anh biết thật ra câu chuyện không câu anh chuyện. Răng anh có vậy đâu, răng anh có làm mà phải không? Không răng anh tự nhiên mà. Nhìn anh đi, anh là một người có nụ cười tươi từ trước giờ bao nhiêu năm nay đó. Cái chuyện thứ hai không, bây giờ đừng quan tâm chuyện hàm răng mà chúng ta phải nhìn vào khẩu hình. Với cái khuôn mặt của bạn này mà có một cái gọi là cái xương vòm hàm hả? Cái vòm bạn ấy đưa ra nhiều hơn người bình thường một tí xíu, thì những người như vậy thì cái xương hàm khi mà đẩy âm thanh ra nó sẽ hay hơn. Cái miệng giống chị Hiền Thục hơi hiền thục không, hiền thục không chị, giống chị Hiền Thục. Hiền Thục hô hả? Không, không đang đưa ra xíu thôi, hơi đưa ra xíu đưa, dạ, đưa. Hiền Thục phải không, có Hiền Thục bạn nhỏ ơi. Dạ. Sao tôi đi qua bạn che tôi lại vậy?
Tại vì không muốn được tiếp cận với thân chủ, không được phép. Tại vì sao? Là tại vì anh ta sợ tôi thấy được những điều từ thân chủ anh ta. Cô ta là một ca sĩ. Đúng. Ngoài cái miệng ra em nhìn kỹ lắm, còn cái mũi của cô ta nữa. Cái mũi này là cái mũi mà giúp cho cô ta lấy hơi được nhiều hơn người bình thường. Nó hơi hỉnh hở ra xíu. Nó mở lên mình lúc hít hơi vô lấy được hơi nhiều hơn. Điêu sơ sản xuất âm nhạc cái gì mà nói mũi hỉnh lấy hơi nhiều hơn. Bây giờ cái mũi mà chỉ cần đi làm cái là khác là được thôi đúng không? Không, nhưng mà vấn đề là cái này là trời cho anh. Không, nhưng mà nhìn cái phong thái của bạn này nhìn giống bạn biết hát rồi. Đó. Bạn này còn giống Nguyên Linh hơn bạn này nữa. Đúng rồi, em thấy giống chị Nguyên Linh. Như vậy là các bạn nghĩ rằng cô ấy biết hát. Mời luật sư. Tôi xin được phép bác bỏ toàn bộ ý kiến cho rằng thân chủ của tôi hát không hay. Thân chủ của tôi... Ủa, giờ khen hát hay mà ông ơi. Không, vâng. Lê Hằng cho rằng hát không hay nha. Tôi đề nghị ông Trịnh Thăng Bình cho tôi phát biểu hết. Dạ, xin lỗi anh. Thân chủ của tôi sau 14 năm thì bắt đầu phẫu thuật cuộc phẫu thuật hở hàm ếch. Rất không may mắn là thân chủ của tôi bị bác sĩ phẫu thuật sang nhầm sang dây thanh quản. Cho nên cái dây thanh quản này đã giúp cho thân chủ của chúng tôi mở được cái quản giọng mình thêm 2 quản 8 nữa. Hát rất cao, rất vàng và rất sáng. Tôi xin hỏi ông Cao Thái Sơn, nếu bây giờ được lựa chọn một lần nữa, ông có chọn thân chủ của tôi hay không? Cảm ơn ông. Nghe cái câu hỏi này, mình phải quân tử nha. Nghe cái câu hỏi này có vẻ khiêu khích rồi cả chứ. Đã chọn rồi. Rồi, một là một, hai mà. Là hai, mình quân tử và mình không bao giờ mình đi chọn lại. Tức là mình đã chọn thì mình không đổi. Đúng rồi. Tôi muốn đổi hai người chơi cùng với tôi ngày hôm nay. Xin hỏi có được không? Vậy thì bây giờ các bạn hãy bắt đầu hội ý với nhau đi. Hãy chọn ra một người mà các bạn nghĩ là hát không hay. 30 giây bắt đầu. Em nghĩ là số 4 nha. Em nghĩ là số 4 với em hay đâu. Chắc số 4 Sam. Số 4 sao? Là em số 4 không? Bây giờ nha, số 3 hát không hay. Số 3 số 1 nữa nha. À, không được hả? Em nghĩ số 1 là hát tróc quá. Vậy chọn nha, năm hay không hay không? Số 1 nè, số 5. Số 1 nha. Nghi số 1 hết hay à? Chứ là nghi là số 2, số 6, số 7. Hết giờ. Mời đội Trường Giang, các bạn chọn số mấy? Như từ đầu tôi đã nói, ngày hôm nay chúng tôi đến đây không phải để chọn hát hay hát dở. Chúng tôi wow vì luật sư là phải có chính kiến của mình. Bảo vệ là bảo tận cùng. Luật sư nào mà nói tôi không bảo vệ ai hết, tôi không theo phe ai hết. Chúng tôi wow. Wow chứ. Chúng tôi loại vị trí số 5 để cho bà luật sư về sớm. Làm hát hay á nha. Nếu như vậy thì bây giờ chúng ta hãy nghe ý kiến từ phía luật sư. Có gì bào chữa cho thân chủ mình hay không? Tôi khẳng định thân chủ của tôi là một người hát rất là hay. Các bạn đừng có nhìn ngoại hình, không được cao ráo, không được sáng sủa, soái ca. Ê, nó đang chửi thằng chủ. Đó là sự thật. Ê, chúng ta tôn trọng sự thật trong quan tòa. Cái khả năng mà vô học lãnh lương nhỏ này cao à. Không những là chửi thân chủ của chính mình mà còn chửi nghệ sĩ nói tôi lùn này nọ. Không thể nhìn vào cái ngoại hình bên ngoài để mà đánh giá được cô. Thân chủ của hồi nãy giờ chúng tôi chưa bao giờ chơi. Cái người duy nhất nhìn vào ngoại hình là cô. Chúng tôi là người chơi nãy giờ. Chúng tôi chưa chơi. Sau khi luật sư đã đưa ra ý kiến của mình, đúng là không, Trường Giang có thay đổi ý kiến hay không? Nói gì nói chứ, tại vì á, mình miệng mình lanh hơn, nhưng mà cổ đưa ra ý kiến thì mình phải nghe và phải tôn trọng. Và cái hợp lý mình phải nghe chứ. Dẫn loại nha. Rồi, như vậy là các bạn đã quyết định chọn số 5. Mời đội Trấn Thành. Đội em là chọn số 4. Nói luôn à. Ủa là sao? Tôi đứng dậy. Tôi thọc tay vô túi. Tôi soạn lên. Tôi thọc tay vô túi. Tôi soạn văn. Con bánh bèo nó tuột ra luôn. Hồi nãy tôi có nói bạn này hát hay nhưng mà lát tôi rà lại, so giữa muôn trùng biển khơi, cái khả năng hát dở bạn cao hơn những người còn lại. Và cái thứ hai, luật sư của bạn cũng vậy. Mập mờ không rõ ràng. Ăn nói không trôi chảy. Trời ơi, hãy dành cho cô ấy thêm một cơ hội để bào chữa cho thân chủ của mình. Xin mời. Em nghĩ là thân chủ của em cũng mắc hát dữ lắm rồi đó. Thôi thì cho loại luôn. Trời ơi. Ê, chị nghĩ trong đầu em. Bây giờ giữ lại được không? Bây giờ giữ lại được không? Biết sao không? Mà bị luật sư hết văn rồi. Nãy giờ tôi đã thấy luật sư sống thật một lần đó. Thì thôi chứ giờ sao chán nản. Mời ra thôi. Như vậy là cuối cùng hai thí sinh
đã bị loại. Không phải, không vì, phải hát hay vì hát hay hay dở mà bởi vì hai bà luật sư. Chúng ta sẽ mời bạn ở vị trí số 5 hát cho mọi người nghe. Xin mời. Gia đình nhà nội mà, không lẽ tới đây bận cho bộ đồ đẹp ra ca dở. Em nói nếu mà mặc bộ đồ này, cái style đó mà hát hay thì nó quá đơn giản. Tôi cùng ý kiến Hà Thu. Dẫu đã biết người không nhung nhớ, dẫu đã biết người không nhung nhớ, dẫu đã biết người chẳng về nữa, thế thế sao còn buồn, thế thế sao còn hy vọng nhiều. Dẫu đã biết cần yêu cần đau, dẫu đã biết người chẳng về đâu, thế thế sao còn buồn, thế thế sao còn mong ngày sau. Yêu là không, không toan tính gì, yêu là cho, ta cho hết đi. Nhưng vì sao nhận toàn dối lừa, nhận lại toàn nỗi xót xa. Trách người vội cách xa nơi ta, ta trách người vội bước quên câu thề. Trách người chạy theo lời si mê, ta trách tình mình sao đau đớn thế. Giá ngày đâu đừng nói có thương nhau, giá ngày đâu trái tim không lỗi nhịp, giá ngày đâu không mơ mộng xa xôi. Có lẽ chuyện mình nay đã khác rồi. Trách người vội cách xa nơi ta, ta trách người vội bước quên câu thề. Trách người chạy theo lời si mê, ta trách tình mình sao đau đớn thế. Giá ngày đâu đừng nói có thương nhau, giá ngày đâu trái tim không lỗi nhịp, giá ngày đâu không mơ mộng xa xôi. Có lẽ chuyện mình nay đã khác rồi. Số 5 hát hay chứ gì Bồi Thẩm Đoàn ơi. Em ơi, hôm nay em bị chia tay sớm với chương trình. Một phần là do luật sư biện hộ của mình đó. Em nghĩ sao? Dạ em nghĩ là tới đây là chủ yếu là để góp vui cho chương trình là chủ yếu. Nên là vì loại dòng nào thì cũng như vậy. À dạ. Em tên gì? Dạ em tên là Dũng Cường. Dũng Cường có liên quan gì tới anh Bằng Cường không? Dạ không. Bạn làm gì? Dạ em làm kế toán ạ. Hả? Kế toán. Thiệt hả? Thằng nào mà hát hay dữ vậy? Mà loại anh ta cho nên phải bồi thường thiệt hại tinh thần cho anh ta. Anh ơi, nếu đồ em sai thì ai bồi thường anh? Ca sĩ. Dạ, cảm ơn anh. Mời Trịnh Thăng Bình. Anh đại diện cho công ty Điền Quân. Anh đại diện cho chương trình Giọng Ai Giọng Ai. Anh đại diện cho Samsung cũng như HTV gửi tặng cho em 2 triệu của chương trình gửi tặng em. Tất cả các đơn vị mà Bình vừa mới nêu ra, thay mặt cho những đơn vị đó, cảm ơn Bình đã bỏ 2 triệu ra bồi thường cho em này. Không sao, hát hay. Rồi, cảm ơn Bình, về chỗ nào. Rồi, anh cảm ơn em nha. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Chào tạm biệt em. Chà, phù hát hay nữa. Hát hay luôn rồi. Lo quá vậy? Hát hay luôn rồi đó. Nhưng mà mình nghĩ chắc là không biết hát đâu. Tôi đang nghiêng. Anh chị em ta đang hát bóp ballad. Và ngày hôm nay là ngày debut của anh ta. Rời đôi bàn tay, đừng rời đôi bàn tay, đừng rời đôi bàn tay, chưa kịp ôm nhau phút cuối, đừng
rời xa khỏi nhau như bóng mây. Mình yêu nhau từ kiếp nào, đã diêu nhau qua kiếp này. Tim cạnh tim bùng cháy chẳng bao giờ tắt âu. Đời này có lạc nhau sẽ tìm nhau ở kiếp khác. Tìm ở đây đại dương hay thác treo leo. Tìm gió sương trên lá mềm, đàn hạc bay về bên thềm. Tìm giữa thiên hà xa mãi, anh vẫn cứ tìm. Biết yêu là sẽ mất hết, yêu là mang máu nuôi con tim. Yêu là mang nỗi đau một đời khốn khó nhưng không lìa xa. Biết yêu là nhớ đến chết, yêu là tan biến đi trong nhau. Yêu là thương đến khi mình hòa lấy nhau trong từng linh hồn. Biết yêu là sẽ mất hết, yêu là mang máu nuôi con tim. Yêu là mang nỗi đau một đời khốn khó nhưng không lìa xa. Biết yêu là nhớ đến chết, yêu là tan biến đi trong nhau. Yêu là thương đến khi mình hòa lấy nhau trong từng linh hồn. Yêu là thương đến khi mình hòa lấy nhau trong từng linh hồn. Yêu là thương đến khi mình hòa lấy nhau trong từng bạn nghĩ thế nào? Chương trình chúng ta có 3 người đàn ông mà hai bạn đã hát hay ra về. Cao Thái Sơn ơi, có những cái phút bồng bột mà con người không níu cái lại được. Con người cần phải vấp ngã để trưởng thành. Bào chữa gì? Không phải bào chữa gì. Tôi chọn đôi bút. Hai cái con người này đè đầu cứ cổ rị dặn đạp tôi xuống bùn. Anh phải chọn em. Chị loại là chị loại cô luật sư. Kêu biện hộ một lời đi, bây giờ chứ thân chủ tôi mắc hát lắm rồi, cho ra hát đi. Bị bà đứng hoài bà mỏi chân bà mệt. Anh buồn lắm em, anh rớt nước mắt. Em tên gì? Đầu tiên cho em xin chào chú Đại Nghĩa. Cho con xin chào chú Đại Nghĩa, anh Trấn Thành, anh Trường Giang và các anh chị hai đội chơi. Dạ con tên là Trung Hiếu. Con đến từ Quảng Nam và hiện tại đang học tập tại Nhật viện Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Năm thứ mấy rồi? Dạ con đại học năm nhất. Con bé nó còn non nớt quá, sắp sửa bước vào đời. Nhưng vậy mà một đại gia bất động sản, một đàn anh trong nghề, đi triệt đường sống thằng nhỏ. Cho nên bây giờ mình phải làm điều gì đó an ủi và xoa dịu cháu nó chứ. Hôn đi, ôm hôn nó liền. Nãy giờ là anh Trấn Thành loại em chứ không phải là anh. Cho nên là giờ dạch mặt nhau nè, gia đình dạch mặt tố nhau nè. Em nhìn hai gương mặt này em tin ai hơn? Em tên anh Thành. Cảm ơn em. Em không muốn nói nhiều. Em đã được giải oan. Rồi, chúc mừng con đến với chương trình và mang về một số tiền vui là chính nha. Xin chào tạm biệt. Dạ, cảm ơn chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thứ hai, vòng siêu diễn. Dòng ai. Xin lỗi, anh không thể giúp được gì cho em nữa. Anh Trường. Đó, bạn ấy vừa mới diễn xong đó. Tôi với Hà Thu đang nói chuyện nhau luôn. Anh Dùng. Tại anh đó. Em chưa bao giờ thay đổi ý kiến của em nha. Tức là vẫn muốn chọn đôi bút. Em mê đôi bút lắm nha. Dạ, em cũng vẫn giữ quyết định. Cô ấy mang giày cao, hơi đau chân, mệt, cần phải nghỉ ngơi. Đâu. Thật ra là nãy giờ ấy là mình nghĩ là cô này hát hay. Bây giờ cũng muốn nghe bạn hát thử. Thế cho nên loại thử đi để chưa, bạn chưa hát. Loại, vừa mới nói vòng 5 người đã hẳn loại và bàn thôi. Bàn không? Vội quá. Mới sai lần một cái bắt đầu lo. Nếu như mà giữ một bạn mà hát với mình ấy, phải là một bạn nam thì mới hợp.
Ủa, giữ từ đầu rồi mà. Cho nên là những cái người sau em nghĩ là với em không quan trọng. Không, số 3 ngon á, số 3 là rất ngon luôn. Ngon mà, ngon cho em. Anh thua em thắng, lấy tiền về ngon cho em. Bình, nó có những cái trường hợp là hai người cùng thua đó. Ừ. Thôi vậy hả? Và bây giờ mình qua cô gái số 2 nha. Xin mời. Vậy thôi hả? Vậy thôi đó. Ừ, mà tôi không biết cái đoạn này là trong bài nào nữa nghe. Dở nha. Dở hả? Dở khẳng định lại. Tại vì thật ra vừa rồi cũng đâu có để quay thể hiện cái gì đâu, ngoài cái chuyện chấm miếng xoài ăn rồi xuýt xoa. Tại sao người ta hít hà chấm xoài, hít đây, hà bên. Hít hà cái đó. Gieo hít có nhạc coi nè. Nói xoài khó làm nè, ví dụ như nè. Cay quá. À, cũng vậy. Gì vậy? Cũng đâu khá gì hơn đâu. Chán ghê sao. Chán lắm anh, thấy chán lắm luôn anh, không muốn nói luôn á thiệt á. Mở nhạc. Nhạc nè. Hít hà có hơi là có nhịp ra vậy nè. Em cái này giống phong đòn gánh hơn nha. Ra là người ta chỉ hít hà vậy. Vậy thôi, không, ừ. Cô này là không cảm được nhạc á. Bà biểu là không cảm được nhạc. Chọn lẻ mệt rồi, chọn lẻ. Cô này hát dở lắm luôn á, dở lắm luôn á. Mà hồi nãy trong lúc bảo quốc, tôi phát hiện cái bắp dế chắc ngang. Em quên sao anh Lam Trường đến đây đã từng nói rằng những người nào mà có cái đùi to, cái chân to là hát hay. Em nghĩ là ăn ớt cay quá, thôi cho bạn về bạn uống nước đi. Mình qua tiếp. Anh chàng số 3, sự lựa chọn của Cao Thái Sơn. Mời em. Anh ơi, anh quên là em đi mà. Em không có lừa dối anh đâu, em chỉ yêu một mình anh thôi hả? Anh tin em đi mà. Không, tất cả chỉ là lừa dối thôi à. Mặc dù em ngoại tình nhưng mà em chỉ chung thủy với duy nhất một mình anh thôi à. Anh tin em nha. Anh. Ca này như trên. Như trên là như số 2 hả? Không vậy. Lẽ nguyên một khu vực Bùi Viện, khu đó ba đường, 39 Bùi Viện, rồi Phạm Ngũ Lão, Cư Trinh, Phạm Ngũ Lão. Ờ là dính hết luôn hả? Nó đó. Thầy phải hỏi Sơn. Sơn là người chọn anh ấy ở vòng 1. Vòng này sau khi xem diễn xong em thấy sao? Em nghĩ là vẫn cứ giữ bạn đấy đi à. Để lát nữa thử xem khả năng ca hát của bạn. Thì bây giờ em muốn đổi cũng đâu có được nữa. Lỡ chọn rồi phải giữ cho tới cuối cùng à. Có hai điều là thứ nhất là phải giữ chứ không phải là vẫn giữ. Thứ hai là thiệt chứ không có thử nữa rồi. Chắc chắn rồi. Thôi nói chung chúc may mắn. Chúc may mắn. Tiếp nha. Số 6 mời em. Làm tiên thạch sùng đó. Cái không, cái cô này á là cô em nghĩ là nổi tiếng nè. Hồi nãy giờ giấu mặt luôn không á, được thấy mặt luôn hay không? Đã đến lúc chúng ta phải nói là sự thật. Sau thời gian thằng lằn bám đu đủ. Thương dừa. À tôi dòm, tôi cứ tưởng cây đu đủ. Nhưng mà người ta thường nói đun dừa. Ủa chị mặc áo dài trắng gì mà anh nói con đun dừa luôn á hả? Không, em không hiểu ý anh Sơn là vậy nè. Bình thường là con cây dừa có con đun dừa đúng không? Hiện đun dừa anh Sơn nói đơn giản thôi, nhưng mà ở đây có người nhột, tại vì có người giống con đun dừa. Có người nhột, có người được mệnh thấy danh là con đun dừa. Con đun dừa ai nhột vậy? Thì anh không nói rõ tên, anh không có ý, anh ý là anh không muốn nói rõ tên. Ở đây thì chắc là ai cũng biết, mà cái người nhột đó thì người ta cũng biết. Quý chị và các bạn thân mến, mình nói gì à cô gái? Rồi, bây giờ mời Trấn Thành. Em nói thế nào về con đuông dừa? Con đuông dừa là một con rất đẹp. Rất mập, rất mập, rất nó, béo. Nó sống tốt và nó bị người ta bắt ăn, nó hà hiếp nó. Đây, con đuông dừa là con sâu đục thân. Nó ẩn mình trong cây dừa, nó len lỏi, nó đục, càng ngày nó càng mập lên. À, thì người ta mới chặt cái cây dừa, chúng ta lấy đuông dừa ra người ta ăn. Đúng. Và bạn nữ này, với sự núp đó, với body đó, với gương mặt đó, tôi đã biết cô ta là ai. Là ai?
Tôi đã có đáp án cho riêng tôi. Một lát em sẽ nói cho anh Nghĩa nghe. Nhưng em khẳng định số 6 bàn số 1. Em lại phản bác ý kiến đó nha. Ý kiến của em thế nào? Tại vì hồi nãy giờ em để ý rồi là mấy cái tiết mục trước á, là cho mấy cái gì đâu không mà có cho dĩa xoài làm bối cảnh. Rồi có dĩa xoài làm đầu cụ cho làm bối cảnh. Rồi nói anh thì lộn không. Ý em nói là cho dĩa xoài không có bối cảnh. Em nói ngắn gọn cho đỡ mất sóng chương trình, anh hiểu rồi, không rồi, đó. Rồi. Còn nói cái này giải thích vậy nó mới dài chương trình đó. Vậy hả? Dài luôn. Rồi cái này thì đó nên sau đó thì mọi người bắt đầu làm cái bối cảnh cái cây dừa rồi có cái này nọ nữa. Cái em nghĩ là cái này là tiết mục có đầu tư. Mà đầu tư này từ đâu? Từ cái người mà bầu show của cô này. Tại vì cô này là có bầu show của quản lý hết, có công ty hết rồi. Bảo đảm là hát hay. Lát chọn hát chót được không? Hát hay. Trời ơi, nãy chốt đơn nãy rồi, tôi chốt nãy được. Chốt nha. Chốt đơn rồi. Ok, rồi nếu Bình nói muốn cho cô vô vòng 3, em sẽ để cho Bình. Tại vì ít nhiều gì sẽ còn cơ hội để Bình chọn được, cô ấy. Cảm ơn em. Được okay. Rồi, hai đứa mình sẽ loại. Ok vậy. Và bây giờ chúng ta đến với cô gái ở vị trí số 7, mời em. Cha ông cổng chỗ đó rồi thấy được cái diện nhỏ con gái này giờ ta. Ông nội cha này cổng mà té lên té xuống. Cha già rồi sức khỏe yếu ớt, thân hình mỏng manh. Thưa anh, em lại phát hiện quá nhiều điều. Nãy giờ em cứ nói những cái điều hết sức là nguy hiểm. Tại vì khi mà xong em mới nói em chỉ có chốt cho anh biết đi. Khán giả nói là em không xạo xạo. Số 6 là bạn số 1. Số 7 này số mới 7. Là ca hay nè. Số 7 là hay. Một lát em nói cho anh nghe những điều em phát hiện. Còn với Sơn thì sao em? Thấy bạn số 7 này có vẻ như là hát được đấy. Nếu như vòng này mà chọn loại 1 ấy thì sẽ em sẽ không loại bạn số 7. Anh nói sao anh Thành đi luôn. Em nghĩ là không ấy, chương trình bỏ cái vòng diễn này luôn được không ta? Tại nãy giờ diễn mà em cũng không có thấy. Nếu như em tinh tế em sẽ phát hiện ra từ những cái chi tiết nhỏ nhặt nhất. Đúng rồi. Từ cái bước đi của cô ấy. Em biết sao không? Tại vì á em đi tham gia chương trình em không có quan sát. Em cứ ngồi lo nói chuyện riêng với anh Giang không à. Có mình anh quan sát, đội có một mình anh gánh tim không? Trời ơi. Em nói cái gì riêng với Trường Giang mà nhiều vậy? Em vô đây em ta bà gì với người ta? Người ta có gia đình em nói cái gì nhiều vậy? Không có luôn á, mình nói xạo. Anh không thấy à. Em chúm vô hoài. Chúm vô hoài thấy... luôn. Không ai phụ anh gì hết trơn rồi á. Nói lần thôi, nói lần thôi. Vậy hả? Nói lần thôi. Con gái ta mà dập quá. Dập quá. Bình thường ấy, trong 2, 4, 5 người này có thể là 4 trên 5 người này đều hát hay. Một người hát dở. Là số 3 đó, dở. Có nhỏ là... này thì... Không, nhưng mà anh thì nghĩ là... Nhỏ nó nhìn xa trong rộng nè. Thôi, chọn đi nào. Chọn nha. 30 giây để cho các bạn hội ý với nhau. Bắt đầu. Bây giờ nhường anh Thành. Rồi, hả? Không, tại vì á, em chắc là số 7 hát hay. Được. Chắc chắn luôn. Cho nên bây giờ thì mình loại số 1, số 2 đi. Còn mấy cái bài này hát hay á, là chắc chắn là số 6. Hết giờ. Bây giờ thì các bạn đã có sự lựa chọn của mình chưa? Em được chọn là chứ gì? Đúng, mời đội Trấn Thành trước. Thưa anh Nghĩa, hồi nãy em đã chọn số 1 ngay từ vòng đầu. Hay á. Hay ha? Hay. Kệ đó, đó là lời xảo ngôn. Thưa anh, hai người bạn của em cấm đoán đem loại mất bạn số 4 hát hay. Em cảm thấy ăn năn vô cùng. Để tưởng nhớ một cái giọng hát hay như vậy mà bị loại quang, loại quẩn. Làm như ta chết rồi, không bằng cái tưởng nhớ. Em sẽ đưa bạn số 1 để giọng hát bạn đi theo bạn số 4 về một nơi mà nơi đó xa lắm, số 4 có thể thấy an ủi hơn. Anh Thành ơi, số 1 hát hay đó. Mời Bình. Dạ, nếu mà xét theo về cái vấn đề mà mình gọi là loại trừ á anh, thì bây giờ chỉ còn lại 4 bạn nữ thì chắc chắn trong đây sẽ có một bạn nữ hát hay hoặc là hai bạn nữ hát hay, đúng không mọi người? Đúng. Và bây giờ Trấn Thành đã loại bạn nữ số 1 rồi thì việc của em chỉ còn lại nhắm mắt em lựa đại một bạn em loại luôn. Đúng. Đúng không? Đúng. Thì nếu như mà trong đó có hai bạn hát hay thì chắc chắn là em ăn cám luôn. Nhưng nếu như có một bạn hát không hay và bạn còn lại hát hay thì hai bạn còn lại chắc chắn sẽ có một người hát hay và một người hát không hay. Quá hiểm độc. Bây giờ tóm lại là em chọn ai? Cái đó quan trọng đó. Nãy giờ nói quá trời nói luôn, tôi vẫn chưa biết con số mà các bạn muốn chọn. Cuối cùng thì em vẫn ưu tiên là em bảo vệ cho bạn người đẹp số 6. Chứ tôi thấy là số 6 là hát không hay đó. Thôi. Số 2 đi anh, loại số 2. Em sẽ quyết định. Chọn lại bạn số 2. Số 2. Mời bạn số 1.
xong rồi. Nhạc này là nhạc xịn rồi. Biết hát mới được nhạc này. Đứng tướng là ca sĩ luôn. Khoảng 70% là ca dở. Đoán dở, không hay. Không hay. 70% là biết hát. Em là em có cảm giác cô này hát hay nha. Cô này hát dở, banh ta lòng. Biết hát, biết hát. Go for nơi anh. Tội tình gì? Thưa quý tòa, hãy bắt tôi đi. Tôi không còn gì để nói. Thiệt chứ, xin lỗi hoài ngại lắm luôn á. Rồi nãy nói rằng số 5 hay số mấy đó là bạn với số 1. Thôi bạn thiệt mà hát hay với nhau luôn á. Anh Nghị ơi, rút bằng em đi, đừng hỏi gì em nữa. Không còn mặt mũi nào đối diện với con nhỏ nó hát hay quá rồi. Em là ai? Em giới thiệu về mình đi. Và là nơi đầu tiên cho em xin phép gửi lời chào đến tất cả anh chị và các khán giả tại trường quay ạ. Và em tên là Diệp Hoàng Phương Quyên. Năm nay em 18 tuổi. Và em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và đang là sinh viên năm nhất tại trường Nhạc Viện thành phố ạ. Trước đây là cách đây 5 năm thì em có gặp anh Trương Thành ạ. Trời ơi. 5 năm là mới 13 tuổi. Và chú Trường Giang là người biểu diễn với em nhiều nhất ạ. Nhưng mà hình như là chú không nhớ. Live show của cô Cẩm Ly có chú ạ. Có diễn chung thôi chứ không phải là chung một tiết mục hay gì còn đó. Còn gặp chú ở đâu? Trong ký ức của đứa nhỏ, các chú hiện diện rất là rõ ràng.
Nhưng trong ký của chú đứa nhỏ rất mờ mịt hả? Không phải, nó lớn sao khác rồi, biết nó được. Cách đây 5 năm thì lúc 13 là một đứa con nít thôi. Dạ. Đó, bây giờ thì là một thiếu nữ, một người trưởng thành rồi. Lúc đầu chị thấy em là chị nói em hát hay rồi. Tất cả chỉ vì đôi bút. Đôi bút tôi không biết nó làm nên tội tình gì. Có cảm giác cái mình chân thành muốn mang mà không mang được, cái nên là triệt vậy đó. Thằng Chu. Lực Chu. Mời nhà Trấn Thành lên đây trao tiền cho cháu nó. Sai phải lên xin lỗi đàng hoàng. Hy vọng cuộc đời em con đường sự nghiệp thênh thang rộng mở. Khán giả đón chào, ôm em vào lòng. Mẹ thương mẹ độ em đẹp, em hát hay hoài. Rồi, cảm ơn con gái đã đến với chương trình. Xin chào. Bây giờ nó sẽ có một cái khẩu ngữ mà chúng ta đi ngang đường Nguyễn Tri Phương chúng ta hay thấy. Bao ăn. Bao ăn. Cơm vàng hộp lép cái mời. Tiếp theo xin mời số 2. Bàn. Em nghe cái giọng á thì nghĩ là cô này hát hay, nhưng mà cái cách cô nhép miệng á thì ngược lại. Bà này không biết hát. Hay. Đúng rồi đó, thân chủ của tôi hát rất dở. Hết chưa em, thiệt hết chưa? em cho anh hỏi thật là em có uống rượu thường xuyên không mà sao em lạ thế? Anh Sơn thì hỏi đùa thôi, nhưng mà anh không biết rằng bình thường cái giọng của em ra sao. Bây giờ em có thể em giới thiệu về mình đi nào.
Dạ, lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến anh Đại Nghĩa, anh Trường Giang, anh Trấn Thành và quý vị khách vị, quý vị khách mời ạ. Quý vị khách vị, ừ. Em là ai, em tên gì? Em tên là Nguyễn Vi, em 28 tuổi, hiện nay em đang là giáo viên dạy nối mi và phun xăm thẩm mỹ ạ. Đây chính là Hà Trần và Uyên Linh của Trấn Thành. Đúng rồi, đấy. Sao vòng 2, chú Vương, sao vòng 2 tôi rút đơn lỡ rồi. Mà cái bài được cái phối cũng khó nghe. Thì anh thấy bé đó cuối cùng đó, cuối cùng là loay hoay và nhìn giáo giác để tìm nhịp đó, không biết cái nhịp nó chạy tới đâu rồi. Mà cứ còn quánh là nó còn ca nghe. Ôi, thị trường còn lại hấp dẫn quá. Dạ, em tới đây là bởi vì em rất là hâm mộ anh Trịnh Thăng Bình. Em xin phép em có thể ôm anh một cái được không ạ? Được nhớ, một tiếng luôn. Trời ơi. Cảm ơn em đã đến với chương trình nha, chào em. Và chúng ta sẽ đến với vòng cuối cùng, lộ diện. Thưa quý vị, bây giờ còn lại 3 thí sinh. Bạn số 3 thì đương nhiên sẽ hát cùng với Cao Thái Sơn. Còn hai cô gái số 6 và số 7, sự lựa chọn là của Trịnh Thăng Bình nha. Nhưng mà trước khi lựa chọn, chúng ta sẽ có 30 giây phỏng vấn các bạn. Mời các em bắt đầu. Anh hỏi đi. Số 6 ơi, sao nhìn anh cười hoài vậy? Dạ, tại vì em hâm mộ anh. Bé số 7, chào anh coi, kêu tên anh cái, nói chuyện chơi. Chào anh Bình. Rồi, chết tôi rồi. Ngon. Sao ngon. Chưa, số 3 ơi. Cháu mừng. Số 3, quê ở đâu? Dạ, An Giang anh. Hơi bẹt bẹt, hơi bẹt bẹt nha. Rồi. Còn gì nữa? Hết giờ. Thành ơi. Dạ. Muốn hỏi thăm em nó tiếng nào không? Em nghĩ 30 giây đó nên để cho em ngồi em tịnh dưỡng lại. Dạ, 30 giây tịnh dưỡng bắt đầu. Số 6. Hỏi đi Sơn. Sơn là tập trung ở số 3 rồi. Sơn chọn số 3 rồi. Hỏi anh chỉ nói một điều như này này. Nhưng sau đêm nay em sẽ nổi tiếng dáng hát cho hay. Một là tai tiếng là hát dở, hai là nổi tiếng và hát hay, tùy em chọn. Thế thôi. Cái sự lựa chọn nó không tự quyết định được Sơn ơi. Gái ơi, số 6 rồi có bồ chưa? Dạ chưa. Ý. Hết giờ. Bình ơi, Bình ơi. Vậy chưa có gì nha. Đang ba lại bồ à, tôi chỉ nói vậy thôi. Nãy giờ nhìn anh Bình cười hoài luôn á. Có đâu, có nhìn anh cười có đâu. Có nhìn có. Có nãy đó. Nói thích anh Giang. Thường người ta thích ai? Con gái không có tỏ ra đâu. Thường con gái thích ai mà lộ liễu chứ có con Lệ Hằng thôi. Vậy thì bây giờ đội của Trường Giang và đặc biệt là Trịnh Thăng Bình, em muốn chọn ai giữa hai cô gái này? Giờ sao khó quá. Anh để... thì nghĩ chọn con tim hay là nghe lý chi. Thiệt luôn á. Thí dụ giờ có hát hay vợ tôi không biết. Mà thí dụ bạn hát hay đi chăng nữa, thấy giọng nhạc bạn không vô của bạn rồi. Còn số 6 ít ra nó còn vô vô. Không được cái giọng, được cái body. Số 7 là hay đấy. Nhưng mà số 7 là hay em... Số 6 là xinh xinh thôi. Bây giờ nếu mà chọn mà số 6 là coi như là mất 50 triệu. Mà chọn mà số 7 là coi như là lụm kẹo. Là vẫn không hề mất số 6. Không hề mất số 6 lại được. Không bạn, mất. Bạn số 6 vẫn có thể gặp nhau để giao lưu. Người ta có kèo riêng của nói người ta. Nói chứ bây giờ nha, nghiêm túc là tại vì ca khúc anh chọn ngày hôm nay cũng gặp một ca khúc mà anh muốn kiểu mà cũng hay ho, nên là anh muốn để an toàn hơn, nên là trời ơi, anh chọn bạn thôi. Mấy số 6 cười dễ thương quá, chọn số 6. Đại gái đúng, người ta nói anh hùng cũng ngoại mỹ nhân là đây nè. Anh là đang nghe số 7 hát hay nha. Hay chắc chắn, cho nên là mình nghĩ là để cho bài số 7 hát, cái bài hát của bạn lựa chọn á thì nó hay nhất của bạn, thì bạn sẽ được người ta biết đến nhiều và giọng hát của bạn sẽ được lan tỏa. Đúng rồi, người ta rồi cái tờ băng này là được lan tỏa, số 6 nó mới lan man nè. Đi ca đi nè, bây giờ vui nè. Sau khi số 7 hát xong là bài hát rất hay, ai cũng thích số 7, rồi mất 50 triệu. Xong số 6 hát xong hát dở, mà số 6 là bồ của ông này. Hết trắng. Vậy thì mời em số 6 và em số 3 vào trong chuẩn bị. Số 7 đến đây với anh. Em sẽ một mình nha. Hãy hát cái bài hát mà em đã mang đến với chương trình. Xin mời em. Chúng ta phải nhìn vào khẩu hình
với cái gương mặt của bạn này mà có một cái gọi là cái xương vòm hàm hả? Cái vòm bạn ấy đưa ra nhiều hơn người bình thường một tí xíu, thì những người như vậy thì cái xương hàm khi mà đẩy âm thanh ra nó sẽ hay hơn. Cô ta là một ca sĩ. Trên chuyến xe lắm, trên chuyến xe lắm đông người chiều nay. Trên chuyến xe lắm đông người chiều nay. Xui mình không quen mà ngồi bên nhau. Trời mang nhiều trở trêu chi. Ngồi gần như tình nhân sinh. Em xuống xe lắm đi vào đèn sông. Anh vội theo chân ngõ hồn xôn xao. Làm quen truyền vãn dâm câu. Niềm vui gặp gỡ ban đầu. Trông đã rồi mặt ngoài còn em. Ngờ đâu yêu đương như đám lũ bình, trôi theo con nước vô tình. Anh lấy vợ, vợ anh giàu có. Tình em sẽ cát ra chẳng biến đông. Trồng cho sông nhưng ngại thêm gặp kẻ bạc lòng. Trên chuyến xe lắm đông người chiều nay, nghe từng cô đơn nỗi niềm chua cay. Còn đâu một chuyến xe gặp kẻ bạc lòng. Trên chuyến xe lắm đông người chiều nay, nghe từng cô đơn nỗi niềm chua cay. Còn đâu một chuyến xe lắm ngày nào mộng ước vô vàn, nay kỷ niệm một mình mang. Còn đâu một chuyến xe lắm ngày nào mộng ước vô vàn, nay kỷ niệm em một mình không ngờ cái chuyến xe lam này có người hát hay quá. Rất ít có một cái người mà ở cái trạc tuổi này á mà hát bolero mà nghe có vẻ là tách câu mà chạy nốt mà đẹp như bạn. Bạn hát á rất là nói chuyện,
hát rất là tâm sự, là trong cái câu hát bạn muốn nói cho người ta nghe cái điều đó rất là nhiều. Và tôi nghe tôi thích vô cùng. Tôi nói nếu như bạn là một người mà ra album là tôi bỏ tiền ra tôi mua đó. Hát rất hay. Cái quan trọng á, em phải cảm ơn anh. Hồi nãy anh đọc được tiếng lòng của em luôn á. Anh nói thiệt, bạn á, bạn nhớ đứng đây nè. Cái bạn nói đừng kêu tôi, tôi đang chuẩn bị bài hay, đừng kêu tôi hát chung. Cảm giác luôn mà, Không, cái này là Bình Trịnh Thanh Bình, bởi vì em cũng hiểu là cô này muốn hát một mình. Đúng rồi, tại vì bạn đem một cái bài hát hay với lại cái giọng hát của bạn mà... Cái này á, nó phù hợp hơn rất là nhiều. Hồi nãy không cho hát bài này giận Bình luôn á chứ. Thiệt. Bài hay quá. Dạ, cảm ơn anh. Em tên Thu Hà. Em đang học cao học và biểu diễn thanh nhạc tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Trời ơi, tôi cao học luôn rồi. Học là kỹ thuật thôi, còn tình cảm là do mình. Thì bạn là một người hát rất tình cảm, tôi nghe tôi xúc động bài này thật sự. À, dạ, cho em nói là tại vì thật ra là quê em là quê miền Tây, em ở Trà Vinh ạ. Mẹ em là nghệ sĩ đờn ca tài tử. Thì em được nghe và tiếp xúc từ nhỏ rồi, cho nên là những cái đó nó ăn sâu vào máu mình. Cho nên là khi mà lên đây đi học, em học cao đẳng văn hóa nghệ thuật là em học nhạc nhẹ. Sau đó em qua nhạc viện, rồi em học opera cổ điển. Nhưng mà những cái đó nó lúc nào nó cũng cháy trong người em, tức là em vẫn muốn hát bolero. Đó. Em anh nghĩ cho em xin bạn nghe một đoạn opera, bạn thử coi nó cái hai cái màu nó ra làm sao. Thử chơi em ơi, chơi luôn, câu hỏi. Em thử một đoạn vocalist được không ạ? Ok. Làm album nhớ qua chỗ Bình Thu nha. Trời ơi, đúng vậy. Tiếp tục tu nữa. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Dạ, cảm ơn anh Nghĩa, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Chào em nha. Chúng ta hãy chờ xem phần trình diễn của Trịnh Thăng Bình và bạn gái số 6. Bài rất hay, nhưng bạn nhỏ này coi lại. Nếu yêu ai là điều làm em phải khổ đau bao ngày qua, thì anh sinh một lần nhận hết từng nỗi đau này. Nếu yêu nhau là điều tệ nhất hai ta từng nghĩ, anh xin quản trí một lần để nắm tay em từ đây. Chốt đơn. Tay chân vậy, cái con người vậy á, là không làm gì ăn được hết. Chắc chắn là trời phải phú lại cho bạn ấy một cái giọng hát. Tôi đã có đáp án cho riêng tôi. Một lát em sẽ nói cho anh Nghĩa nghe. Nhưng em khẳng định số 6, bạn số 1. Bảo đảm bạn hát hay. Xin một lần nhân hết từng nỗi đau này. Nếu yêu nhau là điều tệ nhất hai ta từng nghĩ, anh xin quản trí một lần để nắm tay em từ đây. Những yêu thương qua mau sẽ vội đến và rồi vội đi. Những yêu thương qua mau sợ vội đến và rồi vội đi. Nhưng chắc có lẽ yêu anh là điều duy nhất anh không hề sai. Nếu có thể đổi lại cảm xúc xứng đáng thế này, vui hoặc đau chẳng quan trọng nữa. À, đúng. Để em cảm nhận yêu.
yêu anh dù trong một phút. Xin lỗi em về tất cả đã xảy ra, để anh bù đắp hết những thương đau, những chuyện đã qua. Bé đọc rap hay. Nó hát mà lòn xuống khoảng 8. Anh hát lòn xuống đây, em hát chung cho vui ha. Có những lúc yêu thương màu trần vội đến rồi sẽ vội phai. Nhưng chẳng có lẽ yêu em là điều gì nhớ anh không hề sai. Nếu có thể đổi lại cảm xúc xứng đáng thế này, vui hoặc đau chẳng hoang trọng nữa. Chẳng để trong em vẫn chưa giữ em thế này. Và anh mắc như vậy để em cảm thấy trong một phút. Anh đã đến trễ một chút, xin lỗi em về tất cả đã xảy ra, để anh bù đắp hết những thương đau, những chuyện đã qua. Thế này và anh mắc như vậy để em cảm nhận cảm thương dù trong một phút giữ em thế này, giữ em thế này. Và em cảm nhận được tình yêu anh trong một phút, giữ chỉ một phút. Anh đã để trễ một chút, xin lỗi em về tất cả đã xảy ra, để anh bù đắp hết những thương đau, những chuyện đã qua. Đẹp đôi luôn. Em biết sao chứ. Đẹp đôi quá. Đẹp đôi ghê. Xứng đôi dễ sợ luôn. Bài này là một trong những cái bài mà em rất thích. Cái thằng bạn em nó viết. Dạ. Con bé hát mà mình không biết giai điệu gốc của gan sao luôn anh tin không? Hôm bé đổi giai điệu luôn mà bẻ giai điệu. Bẻ giai điệu luôn, ghê. Nhìn xứng vô cùng luôn. Đúng rồi. Hai cái... người áo trắng với nhau quá đẹp đôi. Diện có giá nói chứ. Diện có giá. Nó hát hay. Thôi cả hai được toại nguyện rồi. Mê chọn Vinh. Thôi kệ đi. Sao không được, hết ai nghĩ em sao không được. Nhưng mà thôi anh được hát với người đẹp là vui rồi đúng không em? Vui, bé dễ thương. Lát hồi ra xin số điện thoại nhau nghe. Mà đi chỗ. Trời ơi chi vậy nữa. Còn để anh nói thẳng ra sao. Bé đáng yêu quá. Dễ thương em đẹp quá lắm em à. Nhìn nha. Quen lắm luôn á mà không nhận ra nè. Quen lắm hả? Vậy thì bây giờ em giới thiệu đi xem coi Lệ Hằng có nhận ra không. Dạ em xin phép cho anh chị ạ. Anh khách mời và tất cả khán giả có trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Trúc Linh, em đến từ Tiền Giang ạ. Công việc của em là mẫu ảnh tự do. Rồi có bao giờ mà tham gia vào một lĩnh vực nào khác ngoài mẫu ảnh chưa em? Dạ em định hát đi này. Thi đi thi gì hả? Em đi thi hát hả? Dạ không, thi hoa hậu ạ. Thi hoa hậu à? Ở lớp mà thi hoa hậu đó có phần tài năng á, lấy hát làm tài năng. Hát nha em, hoa hậu nha, thi hoa hậu nha. Với lại hôm nay em được gặp các anh chị em đều hâm mộ, nhất là anh Trịnh Thân Bình và anh Trấn Thành Trường Giang. Và hai chị xinh đẹp lắm, chứ em cho hết sơn. Cảm ơn em. Ê, bà đi ăn cơm tắm bà xin cơm thêm đó phải không? Cảm ơn em đã dành tình cảm cho nên đến với chương trình ngày hôm nay. Và chúc cho những dự định sắp tới của em thành công. Dạ em xin cảm ơn. Chào tạm biệt em. Rồi. Rồi anh Sơn. Anh em ơi. Sao ơi. Let's party. Câu chuyện chưa dừng lại tại đây nha. Chưa dừng. Ai khóc nơi đâu này. Cái bài gì, cái bài gì? Bình yên nhé. Bình yên nhé. Bình yên nhé. Chúc bạn bình yên. Đó cũng là cái lời mà mọi người muốn dành cho Cao Thái Sơn lúc này. Mời Sơn.
Chiều nay trên phố mưa bay, có một người tiện đưa một người, nhìn nhau biết nói chi đây, hai hàng mi chưa chan lệ đây. Nhìn mà này chắc biết hát đấy. Không, em thấy bạn này không hát hay rồi đó. Với lại điệu quá, không hát em, hay đâu. Điệu mới biết hát, anh nghĩ là được. Anh phải chọn bạn nào mà hát chữ khôn đi, nó hay hơn, hoặc là bạn hát chữ lời đó. Hàng cây như cũng lao sao, hàng cây như cũng lao sao, hàng cây như cũng lao sao. Mưa ướt nhẹ tóc em ngọt ngào, bàn tay con muốn buông lơi. Ôm chặt anh nhé em người ơi. Đoạn đường thật ngắn em ơi, anh muốn ôm em thêm lần cuối, và rồi em sẽ ra đi mình anh cô đơn lẻ loi. Một nụ hôn cuối ta trao, em hãy nhớ những gì mình có. Đừng quên anh nhé em ơi, phương trời xa em bình yên nhé. Không sao, em cứ bình yên nhé một mình, để anh đỡ hết cho. Em cứ đọc rap, còn anh hát, không sao cả. Bây giờ thử hát xem nào, thử hát cái nghiêm túc xem nào. Chiều nay trên phố mưa bay, có một người tiễn đưa một người, nhìn nhau biết nói chi đây, hai hàng mi chứa chan lệ đây. Sao lại thuộc bài mình như thế nhỉ? Ít có người nào mà vừa thuộc mà lại vừa đọc rap được đấy. Chỉ có vừa thuộc mà vừa hát thôi. Hàng cây như cũng lao sao, mướt nhẹ tóc em ngọt ngào, bàn tay không muốn buông lơi, ôm chặt anh nhé em người ơi. Đoạn đường thật ngắn em ơi, em hãy nhớ những gì mình có. Đừng quên anh nhé em ơi, phương trời xa em bình yên nhé. Cuối ta trao, em hãy nhớ những gì mình có. Đừng quên anh nhé em ơi, phương trời xa em bình yên nhé. Đoạn đường thật ngắn em ơi, anh muốn ôm em thêm lần cuối, và rồi em sẽ ra đi anh cô đơn lẻ loi. Một nụ hôn cuối ta trao, em hãy nhớ những gì mình có. Đừng quên anh nhé em ơi, phương trời xa em bình yên nhé. Phương trời xa bình yên nhé. Wow, em đọc rap hay quá. Chú hai. Chú hai nó giờ mẫn gì vậy chú hai? Mà phải nói là bạn này là hát dở thật nha. Vì sao? Không. Trước Giang Tấu và sau Giang Tấu y chang nhau về cái độ dở. Cảm ơn Sơn. Ồ, vậy là anh Cát Tài Sơn đã lọt vào top những người thua 3 vòng liên tiếp nha. Chà, em gầy dựng không đó. Anh sẽ tự nhiên bữa nay cái năm xủ quẻ gì của em. Biết sao kỳ, cái mùa năm này không phải là cái mùa của em nghe Thành.
Ồ, ghê quá à. Mấy mùa trước là em cũng dễ dàng ghê lắm. Rồi bây giờ mình trò chuyện với chàng trai này một tí. Chào em. Dạ em chào anh Đại Nghĩa. Em tên gì? Dạ lời nói đầu tiên cho em xin chào anh Đại Nghĩa, anh Trấn Thành, anh Trường Giang, anh Bình và chị, với anh Cao Hải Sơn. Ừ. Với chị và mọi người tại trường quay hôm nay ạ. Em tên là Nguyễn Phước Sang, em đến từ An Giang. Công việc của em hiện nay là gì? Dạ em đang theo học tại sân khấu của cô Hồng Vân ạ. Bữa nay có một thành viên của sân khấu Hồng Vân tới đây. Bữa nay đến đây có ngờ được là anh Cao Thái Sơn chọn mình từ vòng đầu không? Dạ không ạ. À, cho nên được chọn vui quá à. Cho nên hát bung nóc luôn. Dạ, cảm ơn anh. Nói chơi thôi ha. Rồi bây giờ mời các anh em chúng ta cùng lên sân khấu nào. Ca nhạc sĩ Khắc Việt và ca sĩ Dương Hoàng Yến. Mạc Văn Khoa và Hải Triều. Đẹp có quyền thôi. Đẹp có quyền em nhé. Phát này cả anh có xuống 2 triệu không vấn đề gì. Ok 2 triệu chơi đi anh ơi. Cô này bạn chọn là ở đến cuối chương trình là 50 triệu hoặc là không có tiền. Đón xem tập 15 Giọng Ải Giọng Ai mùa 5 được phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 4 tháng 10 năm 2020 trên kênh HTV7. Thưa quý vị, ngày hôm nay có mặt ở vòng cuối là ai? Là những trai xinh và gái đẹp, đường hình dòm lộng lẫy, chỉ hơi phô đường tiếng một chút thôi. Nhưng mà không sao, các bạn yêu thích chương trình cho nên mới đến đây tham gia cùng chúng tôi. Và các bạn sẽ nhận được số tiền cho mỗi người là 10 triệu đồng. Và dĩ nhiên ngày hôm nay chương trình rất hân hoan vui bởi vì không phải trả cát xê cho hai ca sĩ khách mời Cao Thái Sơn với lại Trịnh Thăng Minh. Các bạn ra về tay trắng. Đã vậy Cao Thái Sơn còn được lọt vào top những người thu trắng ba dòng của chương trình Giọng Ải Giọng Ai. Cảm ơn các bạn và cả Hà Thu. Cảm ơn Lệ Hằng đến tham gia chương trình. Thưa quý vị, giờ phát sóng của chúng tôi vẫn không thay đổi nha. Hàng tuần lúc 19 giờ ngày Chủ nhật, quý vị mở kênh HT7 lên để cùng vui với anh em nghệ sĩ chúng tôi trong chương trình này. Và chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Color Entertainment thực hiện. Và cảm ơn nhà tài trợ độc quyền Samsung Galaxy A21s, tiên phong công nghệ, camera macro chụp cận cảnh đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau.